channel của mình ha, cùng có lời Sam ở những gì đây, còn các bạn là Sam, Jelly và đây mình mới vừa làm ấy, nó tương đối là dễ thôi, nên nó không có dễ quá và chơi rất là đã, nó có những cái hạt nữa, hạt mút rất là vừa luôn, không có không có quá nhỏ hoặc là quá to, là vừa vặn luôn. Các bạn chơi rất là thật luôn. Video của mình đã là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này, nhớ đừng quên bấm like, share và subscribe kênh channel của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại.